nỗi khổ của em anh chị đâu có biết đâu. Nhiều khi mình lựa hàng kỹ quá, mấy bạn hàng mấy cái đầu nậu á cứ la em hoài, nói là mày lựa hàng kỹ vậy hàng đâu mày bán được. Trời ơi, thì bây giờ không có bán thì mình nhịn thôi chứ biết sao giờ. Không đúng tiêu chí làm sao mà bán được anh chị. Đó, hàng là phải đẹp len ken ha, không tì vết đó, không tì vết, và chắc chắn là phải in nguyên bản rồi em Cường mới làm. Chứ mà nó trật một cái là em thanh lý, mà đi thanh lý thì có nước mà lỗ hả anh chị, đúng không? Bởi vì mình đâu có làm được. Mình bán hàng đẹp 400% quen rồi, nói cho nó sướng miệng đúng không, gặp khách vô mình nói chuyện với khách là khách ok mà cầm cái máy thì mình nói sao á, thì cái máy nó phải đúng là như vậy anh chị, thì lúc đó mình mới sự thật đem đến cho cô chú anh chị á, thấy được cái điều đó là thật thì cô chú anh chị mới ủng hộ em. Chứ bây giờ cái miệng em này nói là đẹp 400% mà đưa cái máy nhìn thấy gớm, ai đâu xem, đúng không anh chị? Ai đâu muốn ủng hộ em nữa. Bởi vì em nói, mình nói là phải thật, có thực mới vượt được đạo anh chị, chứ không có buông nước bọt được nha. Đó, ngoài ra cái chất lượng bảo hành bảo trì của mình nó dài, đổi một 6 tháng nữa. Và bây giờ kêu em nhập mấy cái hàng mà xấu xấu nọ kia rồi nó không đạt chất lượng của em mà em bảo hành 1 đổi 1 cái nước mà em ra đường ở sớm. Đó, iPhone 13 Pro Max không có nhiều anh chị, hàng đẹp nét luôn, 1978 như máy mới đập hộp làm sao, thì cái máy này y chang, pin là 100%, thì những cái pin nọ kia là linh kiện là mới hết, hãng là thay mới của hết rồi, nên anh chị không có lo ha, cứ việc mua và dùng thôi. Có cái gì em Cường lo toàn bộ rồi đó, anh chị sẽ nhận được là một cái giá trị là cái gì, những cái máy đẹp như máy mới, quan trọng là cái giá nó tốt so với máy cũ dùng rồi, mà dùng 1-2 năm rồi nha, nó trên 700-800 ngàn thì nó không đáng để cho anh chị cân nhắc. Này nói thiệt, 700-800 ngàn thùng bia chứ nhiêu anh chị đó,